Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay 30 tháng 10, miền Bắc trời ấm dần lên, Trung Bộ mưa lớn, giảm về diện và cường độ, còn Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ còn mưa rải rác về chiều. Cụ thể, ở miền Bắc, dưới tác động của khối không khí lạnh mạnh, cộng thêm gió đông yếu đưa ẩm từ trên cao, nên Bắc Bộ đã có mưa rải rác trong đêm qua và còn kéo dài trong sáng nay, tập trung ở vùng ven biển. Đến trưa chiều, trời có nắng trở lại, với nền nhiệt cao nhất ngày ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ tăng lên được ngưỡng là từ 27 cho đến 29 độ, còn Tây Bắc Bộ sẽ có nắng sớm hơn, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ. Với miền Trung, hoàn lưu vùng xoáy suy yếu bị khối không khí lạnh ở phía Bắc đẩy xuống phía Nam, vì thế vùng mưa lớn ở miền Trung có xu hướng dịch chuyển xuôi xuống phía Nam. Sáng nay, vùng mưa nhiều tập trung ở khu vực từ Nghệ An trở vào đến Thừa Thiên Huế, sau đó mở rộng xuống tới Đà Nẵng, Quảng Nam. Trong đó, khu vực tâm mưa vẫn là vùng từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, nên tình trạng ngập úng tại nhiều địa phương vẫn chưa được cải thiện. Do có mưa và không khí lạnh, nên nhiệt độ trong ngày ở các tỉnh miền Trung vẫn thấp. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở ngưỡng là dưới 30 độ. Khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 29 đến 32 độ. Với các tỉnh thành phía Nam, gió mùa Tây Nam cũng đã qua giai đoạn mạnh nhất. Vì thế, mưa dông cũng thu hẹp lại đáng kể, chỉ còn rải rác vào chiều tối nay. Nhiệt độ vì thế tăng nhẹ, khu vực Tây Nguyên nhiệt độ từ 27 cho đến 29 độ, khu vực Nam Bộ lại tăng lên mức là từ 30 đến 32 độ. Trên biển, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận, phía Tây của khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Thủ đô Hà Nội còn nhiều mây và có mưa vài nơi trong sáng nay, nên nhiệt độ vẫn ở mức thấp là từ 22 cho đến 23 độ. Trời lạnh, đến trưa chiều trời giảm mây, có nắng gián đoạn, nên về chiều nhiệt độ cao nhất ngày có thể lên ngưỡng là từ 28 cho đến 29 độ, trời mát. Trong khi đó, tại thành phố Đà Nẵng trong ngày và đêm nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông bất kỳ thời gian nào trong ngày, nhưng lượng mưa khá tập trung vào chiều tối và đêm. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan khi mưa lớn kéo dài. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất hôm nay chỉ khoảng từ 28 đến 29 độ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, xác suất xảy ra mưa rào và dông trong chiều tối nay và đêm duy trì mức cao trên 70%. Trong cơn dông có thể kèm theo tố lốc và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông giờ tan tầm. Người dân chú ý đề phòng. Còn từ sáng tới trưa chiều trời nắng gián đoạn, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở thành phố Hồ Chí Minh ở mức 32 độ. Các loại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong hôm nay. Trong 2 ngày tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu chậm. Khoảng ngày mùng 1, mùng 2 tháng 11 có khả năng được tăng cường trở lại, nên thời tiết Bắc Bộ phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trong ngày mai chỉ tăng nhẹ lên ngưỡng là từ 24 cho đến 27 độ. Ở phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao hơn là từ 26 cho đến 29 độ.
Sau đó từ ngày 31 tháng 10 trở đi, Bắc Bộ sẽ có nắng trở lại, nâng mức nhiệt toàn vùng lên ngưỡng là từ 28 đến 31 độ. Với miền Trung, ngày mai ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa là từ 30 cho đến 60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Từ ngày 31 tháng 10, mưa lớn giảm dần ở Trung Bộ. Do mưa và không khí lạnh từ phía Bắc dồn xuống nên nhiệt độ trong 3 ngày tới ở khu vực Trung Bộ không cao. Ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến hầu hết là từ 25 cho đến 28 độ, có nơi thấp hơn. Còn khu vực Nam Trung Bộ, nhiệt độ là 27 cho đến 30 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 3 ngày tới sẽ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực Trung Trung Bộ có xu hướng hạ trục dần xuống phía Nam. Gió mùa Tây Nam hoạt động yếu dần nên mưa rào và dông xảy ra rải rác về chiều tối và tối. Trong mưa dông vẫn có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ban ngày trên cả hai khu vực sẽ có nắng gián đoạn nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên ngưỡng là từ 23 cho đến 26 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ từ 29 cho đến 32 độ, có nơi cao hơn. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận, phía Tây của khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 29 tháng 10 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.